Kim Thủy kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình VBS. Mời quý vị đến với chương trình Y khoa phục vụ đời sống cùng với bác sĩ Kevin Mai. Xin chào bác sĩ Kevin Mai ạ. Vâng, xin chào quý vị. Một lần nữa là mèo khăn mèo dài đuôi, vừa tuần rồi Kim Thủy biết có nhiều người tới khăn lắm. Và có nhiều người nói là tôi là người Chủ nhật 5 giờ chiều mà lỡ có chuyện gì mà không coi được đài bác sĩ là bực lắm. Nha, là ai với bộ mời ăn cơm hay đám cưới tiệc á là phải tránh từ 5 giờ tới 6 giờ. Rồi có một bác phàn nàn là đáng lẽ là phải 1 tiếng. Chớ 45 phút rồi chiếu quảng cáo, còn lại có 30 phút thì còn gì nữa cho nhau. Đúng không? Nhiều bệnh nhân mê tới nỗi mà chỉ gặp tôi trên tivi thôi. Tôi hỏi sao bác lâu rồi không gặp lại cháu luôn nè. Gặp bác sĩ trên tivi trả lời nhiều lắm rồi, trả lời hết rồi. Thì các bác phải vui, vui thì vui, cũng không quay nhiệm vụ là các bạn cao niên á phải 3 tháng gặp một lần. Đúng rồi. Nha, để mình còn khám nữa, còn phải đo tim, thử máu đồ nữa, chứ trên tivi làm sao đo tim, làm sao nắm tay, làm sao xoa lưng, làm sao thử máu, siêu âm, vân vân và vân vân. Các quý vị nên, các bác nên nghe thì nhiều, tôi ông nói hết rồi, tôi chỉ cần gọi vô review thuốc thôi cũng không đúng, quý vị phải gặp nhau nha quý vị. Dạ. Dạ, tại vì thường thì chúng ta thấy chúng ta bình thường khỏe mạnh không sao cả, nhưng mà nếu chúng ta không thường xuyên gặp bác sĩ 3 tháng một lần thì có chuyện gì trở tay không kịp quý vị ạ. À. Nên là quý vị vẫn phải đến gặp bác sĩ 3 tháng một lần. Và cũng như thường lệ, bác sĩ Kevin Mai sẽ không quên cập nhật với quý vị tình hình COVID hiện nay, là tiết mục mà quý vị yêu thích nhất. Đặc biệt là chúng ta đã nghe nói rằng vừa có những tin tức tốt lành cho trẻ em dưới 12 tuổi phải không ạ? Đúng rồi, tin tức là từ 5 cho tới 11 tuổi FDA đã được đồng ý để chích Pfizer nha quý vị, chứ không phải Moderna Johnson, nhưng mà sẽ coming up với những cái vấn đề đó, mà cái đô chỉ bằng 1/3 đô của người lớn thôi. Dạ, cho nó nhẹ xa phép đó, không phải là giống như đô người lớn. Ví dụ như booster của Moderna thì là do cái nồng độ nó cao, người ta giảm xuống một nửa cho cái booster. Pfizer thì yếu quá cho nên phải chích được full đô cho mũi thứ ba. Còn các em từ 5 tới 12 tuổi chích cái đô bằng 1/3 đô của người lớn. Các nơi bắt đầu nhận ghi danh, ghi tên cho các em để các em chích. Khi nào có chỗ nào liên hệ thì cứ gọi phòng mạch, tôi sẽ thông báo những cái chỗ các chích em. Mình thì chăm sóc toàn các thiếu nữ cao niên, thanh niên cao tuổi. Cho nên từ 5 tới 1 tuổi thì dĩ nhiên là không có nhiều. Tỉnh thoảng có một số em vì bố mẹ tới xin vài viên thuốc ho, thuốc cảm thì mình bỏ thôi. Nhưng mà mình luôn luôn khuyên là gặp pediatrics. Yeah, các bác sĩ chuyên khoa về nhi đồng đó quý vị. Họ keep up với ố rồi vaccine cho các em. Chích nhiều vaccine lắm, mấy em nhỏ đó. Quý vị biết là ở Mỹ là tôi nhớ tiện con của tôi chích về đi không nổi á. Mà mỗi lần chích là 5 mũi. Mỗi đùi bập bập. Nghĩ mà khờ, nó thấy hằng gì, nó thấy bác sĩ nó sợ. Thấy là cứ mấy đứa con tôi kể chuyện là hồi nhỏ cứ thấy bác sĩ là đi không nổi đó. Bắt đầu đi vài mũi bên này, 3 mũi này, 2 mũi bên này, tím cả cái đùi đi. Đó rất là tội nghiệp. Tôi nghĩ tôi cũng run nữa. Chích nhiều quá. Nhưng mà đó là cần thiết. Cái tin mà chúng ta được chích ngừa cho trẻ em dưới 12 tuổi là một cái tin mà rất 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 nhiều phụ huynh quan tâm phải không ạ? Vâng, rất nhiều phụ huynh quan tâm. Bây giờ đi vòng quanh thế giới đi ha. Dạ đúng rồi, và đừng quên Việt Nam nha bác sĩ. Dạ, bây giờ tổng số là khoảng 250 triệu rồi. 1/4 tỷ rồi. Trên dưới khoảng 400.000 ca mới mỗi ngày. Tức là nó cũng không thay đổi gì nhiều, thậm chí nó còn tăng hơn chút xíu so với những tháng trước. Tử vong là 5.1 triệu và hồi phục khoảng 230 triệu. Và nước Mỹ thì tổng số 47.1 triệu, trung bình khoảng trên dưới 100.000 ca mới mỗi ngày, đa số là những người chưa chích ngừa. Tử vong là 772.000, hồi phục 44 triệu. Ấn Độ là tổng số 34.5 triệu, 20.000 ca mới mỗi ngày, tử vong khoảng gần 450, hồi phục 33 triệu. Brazil tổng số gần 22 triệu, 15.000 ca mới mỗi ngày, tử vong khoảng 609.000 và hồi phục 21 triệu.
Chút xíu về Nga, quý vị Nga vừa rồi Moscow, không biết ông chích cái loại Punic của ông như thế nào mà đang bị đánh tơi tả ở Moscow, tức là tỷ lệ chết chỉ vì tử vong chưa từng thấy, tổng số cũng 8.7 triệu và tử vong 242 ngàn cho cả nước Nga, nhưng mà hiện giờ nó đang đại dịch đang hoành hành tại thành phố thủ đô của Moscow của Nga. Lúc thì cái Covid nó giương tay đánh đông, lúc thì nó hoành Mỹ lặng thì nó chạy qua Á Châu, rồi nó chạy qua anh Nga. Đấy, quý vị thấy nó cũng kinh khủng lắm quý vị. Cali thì chúng ta biết là tổng số gần 409 triệu, trên dưới khoảng 500 ngàn ca mới mỗi ngày, tử vong khoảng 73 ngàn và hồi phục khoảng 3 triệu. Và quận Cam, Orange County, tổng số khoảng mắc con số rồi, tôi chưa bỏ đều được, nhưng mà tử vong khoảng 5.6 ngàn. Ở bệnh viện hơn lên tăng cao một chút xíu, lên ICU khoảng từ 40 tới 70 người, bệnh hospital là 200. Lý do là chúng ta bắt đầu càng ngày càng buông lỏng, đúng không? Hội họp tụ tập nhiều. Bây giờ tôi đoán thì nếu mà Thanksgiving đồ tới thì ở đây chúng ta sẽ, cái tỷ lệ nó sẽ tăng lên một chút. Nói như vậy cũng không có gì lo lắng lắm, là lý do là đa số chúng ta đã chích ngừa rồi, bị thì bị rất là nhẹ. Mỗi tuần tôi có 2-3 người đã chích 2 mũi vaccine, thì Pfizer, phần lớn là Pfizer, bị thì không bị nhẹ thôi, ngầm nghỉ rồi uống thuốc Tylenol có thể trụ sinh cho rác cằn cổ thì cũng hồi phục. Chưa bao giờ nghe những người chích 3 mũi bị cả. Đấy, quý vị cố gắng, nếu mà được có thể chích mũi thứ 3 cho chắc. Mặc dù quý vị cũng than biết rồi, khổ quá, nói mãi bác sĩ mũi thứ 3, rồi mũi thứ 4, rồi mũi thứ 5. Có vài người hỏi tôi là có khi nào mình chấm dứt cái đại dịch này không? Chấm dứt không cần chích ngừa nữa không? Không quý vị. Tôi trả lời là mình sẽ kiểm soát nó giống như cảm cúm. Dạ, giống như flu hàng năm. Dạ, flu hàng năm. Flu hàng năm mỗi năm chích cũng vài chục ngàn người chết á quý vị. Flu hàng năm thì đó là con số chúng ta chấp nhận được. Nha quý vị, sau khi người ta đoán khoảng 2023, tức là còn 22 năm sau, 23 nữa, thì có lẽ, đây là đoán thôi, mấy thầy bói, bác sĩ á, mấy chuyên gia bói là nó trở thành giống như flu, rồi người ta gộp lại chích cẩm cúm giống như mọi năm hàng kỳ, và Covid vẫn có thể gây tử vong cho vài chục ngàn người mỗi năm ở nước Mỹ này chúng ta. Và hầu hết Việt Nam cũng chấp nhận như vậy. Hồi kia quý vị biết là Việt Nam triệt để zero tolerance, và các những người lãnh đạo Việt Nam vẫn dùng chính sách là bế quan tả quản để tiêu diệt tận cùng những vấn đề này. Dạ. Nhưng cuối cùng vẫn là con số chúng ta phải sống chung với Covid-19 một cách chấp nhận được, con số chấp nhận được. Tình hình Việt Nam thì sao rồi? Tình hình Việt Nam hơi thê thảm một chút. Ồ, vẫn là bắt đầu nó lên lại, nó xuống khoảng còn 2.000, 3.000, mấy ngày nay nó bắt đầu nó lên lại. Do tình ngàn, hình mở cửa. Dạ, phần lớn là bỏ cái giãn cách đó, thì nó phải lên. Khoảng chiều hướng gia tăng, luôn cả chiều hướng nhập viện bệnh viện cũng gia tăng, chiều hướng người tử vong cũng gia tăng, nó rớt xuống còn khoảng vài chục, 20-30, bây giờ nó lên khoảng 70-80% người chết mỗi ngày. Tử vong khoảng 22.5 ngàn và hồi phục 840 ngàn. Việt Nam bây giờ đã chích 2 mũi và người ta đang tính là chích cho trẻ em. Giác lại hầu hết á, là Việt Nam bây giờ theo dõi sát nút Mỹ làm gì, là Việt Nam bây giờ bắt chước làm vậy. Nhân quý vị, là ta bắt chước Mỹ chứ không bắt chước bạn láng giềng nữa hả? Từ cái chữ CDC cũng phải dùng CDC của Việt Nam luôn. Không dùng trung tâm kiểm soát dịch bệnh, không có nói spell ra như vậy, mà nói là Center of Disease Control, thì vẫn chỉ chữ CDC của mỗi khu vực, cũng chia y chang như Mỹ. HCDC là Hồ Chí Minh CDC, còn Hà Nội là Hà Nội CDC, rồi Đà Nẵng CDC, rồi Quảng Ngãi CDC, chắc nên là cũng chia ra phân vùng. Rồi thấy Mỹ chích sao cũng chích như vậy, bây giờ chuẩn bị chích cho những em trẻ.
Thì cũng đúng thôi. Chúng ta là nước nhỏ bé rồi đâu có thời gian mà nghiên cứu. Mỹ đã nghiên cứu rất là kỹ lưỡng rồi. Đúng rồi. Thì theo thế mà làm đi. Còn anh giảng viên kia ảnh tính chuyện sao thì tính sao, ảnh có những cái tính toán riêng của ảnh. Và nhưng mà đa số nhân dân Việt Nam vẫn vẫn thích Mỹ, phải nói vậy. Không phải đa số đâu ạ, em nghĩ là cũng chiếm hơi là đông đó. Tôi ngã cái ngày ông Phùng Gia Thanh, ông chết rồi đó, ông Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam, ông than trước khi ông qua đời, ông than rồi mấy chục năm các anh làm công tác tư tưởng sao đi đâu ai cũng gác Trung Quốc và thích Mỹ hết. Là có làm công tác tư tưởng rồi có giáo dục như thế nào đi chăng nữa. Tôi không có thấy các anh làm tốt công tác tư tưởng chút nào hết. Thấy chưa? Tổng thống Mỹ mà tới Việt Nam là đón chào một cách rất là nồng nhiệt, không có vì vô lễ là. Nhưng mà Tập Cận Bình hay là những cái người bên Trung Quốc mà qua, ồ cộng sản cũng tổ chức rầm rang đón hai hàng lắm, nhưng mà dân dân chúng gắt thì suýt nữa là biểu tình, ai mà biểu tình là bị bắt nhốt liền, đúng không? Dạ không cần nói cao xa là tới tổng thống, mà mình chỉ cần nói là Việt kiều Mỹ đi về cũng khác là người Trung Quốc đi qua Việt Nam. Đúng không Funny ạ? là có một lần tổng thống Obama qua qua Việt Nam tới Sài Gòn á, dân chúng xếp hàng hai bên, ai một số người đã dân dân biểu ngữ welcome home. Welcome Dạ. home quý vị hiểu là gì rồi phải không? Xin chào vị, đã đón vị được về nhà. Một số dân Sài Gòn vẫn nghĩ mình là một cái lãnh địa, một cái bảo trợ của nước Mỹ, người Sài Gòn. Dạ, thưa quý vị, đó là những câu chuyện vui để chúng ta không có bị quá căng thẳng khi mà tình hình Covid nó vẫn đang hoành hành. Bác sĩ Kevin Mai và Kim Thủy sẽ ngay lập tức quay trở lại với quý vị ở phần 2 sau một vài phút dành cho nhà tài trợ.